đi đây chỉ con đường lội một thôi, không có. Không, nhưng mà chú đi vô trong này có những cái eo đẹp lắm, eo này là nhìn ra đấy, cái đó là cái mình muốn đi. Lát đó, chứ vừa nãy là cái chỗ đó chưa, bởi vì chú đi. Không, anh cứ đi, anh đi. Hôm nay là carnival cho nên khắp đường là người ta vẽ mặt. Chú lên nhìn cái mấy nhà của nó cũng đẹp lắm, có những cái cấu trúc nữa. Mà chú biết rồi, trong chỗ này là ngày xưa là toàn những thương gia, nó thứ giàu, thứ dữ đó nha. Nó đi từ cái thế kỷ thứ 15 á, nó đi qua bên Trung Quốc này nọ, nó đem hàng về. Rồi nó lên tới đây để mà nó dựng nhà ở đây, để chi? Để mà nó ở đây, để mà nó làm kinh doanh. Ở trong cái nhà đẹp kìa, quá trời mặt nạ. Bye-bye.